Nguyên Vũ và Quế Chân xin được kính chào tất cả quý vị và các bạn thân mến. Thưa quý vị, đây là chương trình Sao Nối Ngôi. Những ngôi sao mới sẽ xuất hiện để tiếp nối ánh sáng mà những thế hệ đi trước đã thắp lên. Thưa quý vị, hôm nay Quế Trân và Nguyên Vũ rất hân hạnh được giới thiệu đến quý vị một đêm thi với chủ đề thật đặc biệt, đó là nhạc kịch. Chúng ta có thể hình dung đơn giản rằng chúng ta sẽ vừa có nhạc vừa có kịch trong những phần thi đầy hấp dẫn. Vâng, thưa quý vị, ở các đêm thi trước thì quý vị cũng đã thấy các thí sinh chúng ta đã đua tài bằng âm nhạc, đóng kịch, cải lương. Và đêm nay các thí sinh cũng sẽ vận dụng hết tất cả những điều đó vào phần thi của mình. Và ngay sau đây thì Nguyên Vũ xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng chào đón ban giám khảo. Xin được trân trọng giới thiệu nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Xin được trân trọng giới thiệu danh ca Thái Châu. Xin được trân trọng giới thiệu giám khảo khách mời nhạc sĩ Nguyễn Quang và diễn viên Ngọc Lan. Thưa quý vị, trước mặt quý vị đó chính là nhạc sĩ Nguyễn Quang và diễn viên Ngọc Lan. Nhạc sĩ Nguyễn Quang là con trai của cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính. Nhạc sĩ là một sao nối ngôi. Anh có áp lực gì không ạ? Nguyễn Quang xin được trân trọng kính chào tất cả các anh chị và các bạn. Cái ngày đầu tiên mà khi mà bắt đầu Nguyễn Quang được bước ra ngoài đời lên sân khấu trình diễn thì thật sự mà nói là một áp lực rất lớn. Tại vì vừa khi đến đâu á, là mọi người cũng đều nói à, đây là con Nguyễn Anh Chính hay con Nguyễn Anh Chính. Sau đó thì mình cảm thấy nó lại là một cái niềm hạnh phúc nữa. Là tham gia cái chương trình này cũng hy vọng các bạn là khi mình nối ngôi, mình không có nghĩa là mình sẽ lặp lại cái phiên bản của cha mình hay là của mẹ mình hay là người đi trước. Mình học những cái kinh nghiệm từ đó và mình sẽ phải đi một cái đường khác. Chẳng hạn như Nguyễn Quang không đi con đường sáng tác, vẫn đánh piano, vẫn giữ cái hình bóng của cha, nhưng mà lại đi cái con đường là hòa âm phối khí, rồi là bây giờ trở thành đạo diễn âm nhạc, để mình trở về mình dàn dựng lại những tiết mục cho cha mình. Vâng, xin được cảm ơn. Thưa quý vị, bên cạnh đó Nguyên Vũ xin được trân trọng giới thiệu 100 vị giám khảo đặc biệt, đó chính là những khán giả tại trường quay. Xin mời. Điểm số của 100 vị giám khảo khán giả tại trường quay sẽ tương đương với một giám khảo chính. Rất cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã đến với chương trình một lần nữa. Xin cảm ơn. Thưa quý vị, chương trình Sao Nối Ngôi do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với Jet Studio thực hiện. Thưa quý vị, còn bây giờ, đối với chủ đề nhạc kịch, thí sinh đầu tiên là một thí sinh đã diễn kịch rất nhiều trên sân khấu Sao Nối Ngôi. Và ngày hôm nay, với tất cả những vận dụng, những hình thức như là ca hát, diễn, nhảy múa v.v., cô sẽ xuất hiện như thế nào đây? Thưa quý vị, lần này với tiết mục mang tên Quê Em Mùa Nước Lũ, cô sẽ đưa nhạc vào kịch của mình như thế nào? Chúng ta cùng chào đón thí sinh Lê Lộc. Trời ơi, phải nói là đây là lần đầu tiên Lê Lộc thể hiện một cái thể loại là nhạc kịch. Tại vì từ đó giờ toàn là diễn kịch, diễn hài không thôi. Còn hát họ là chỉ hát vui thôi. Chứ còn diễn kịch, nhạc kịch đó là mình phải hát trong cái lời thoại và hát trong cái câu nói đó thì rất là khó. Mà thật ra là Thi Lộc diễn hát rất là dở, hát dở lắm. Mà không biết cái vòng thi này nó như thế nào. Hy vọng là thực hiện tốt cái đêm này. Yeah.
gà con bơ vơ đứng nhìn trời xa. Bao ngày trôi qua lũ dâng tràn lên bãi bồi, không còn nhận ra bóng ai đi tìm người thân. Chị không có vui hả? Ê thì tính ra nãy giờ nó diễn hài á em. Không chị diễn lại rồi. Em diễn viên lắm, diễn mắc cười lắm mà. Ủa, hát này hay nữa. Vậy được chưa em? Từ bỏ ước mơ luôn. Mà không, tôi phải thực hiện ước mơ của tôi. Cứ say đi vì cuộc đời cho phép, và cứ yêu đi dù rằng mình ngu si. Ai hơn ai, ai giận ai, giận ai cho qua đi. Cứ vì tôi còn sống. Lộc, em đang trong tuần nhạc kịch đó Lộc. Gì vậy? Ê trời, bởi con là thiệt tình á. Bao nhiêu năm nay chị sống ở cái miệt nè, chị không bao giờ quen được cái tính cách đó luôn em. Con đừng như con lãng giang. Trời ơi, trời ơi, sao vậy? Định chui với đó luôn hay là gì? Lộc ơi. Ê. Ê, chứ nó có bị gì không vậy? Em có giật bẻ hay gì chứ không? Sao tự nhiên? Lộc ơi, đừng có làm cho chị sợ nha Lộc ơi. Chị Lộc ơi, ơi có nghe không tiếng em? Em giỡn chị vui mà chị ngó quá. Em đó không có gia đình rồi, có hai chị thôi. Hai chị biết yêu thương em chứ, đúng không? Thì ai nói không yêu thương em? Hôm qua giờ lũ lụt không có đi học được, buồn ghê. Không biết lũ vậy bà cô còn sống không? Mày nói gì vậy Lộc? Trời đất ơi, bà cô mẹ bà ở trên huyện chứ bà ở đây đâu mà lũ lụt. Trời đất ơi, mày á, mày có tiền mày đi học mà mày không có lo đi học, mày lo chù cô giáo mày chết. Như tao nè, tao muốn đi học cũng có tiền đâu đi học. Áo trắng em đến trường, từng đàn chim ca gọn gàng, từng làn gió vần tóc em, kỷ niệm buồn vui ngập tràn. Yo, áo trắng sân trường nhớ em, từng trang vỡ còn mực thấm nhẹ. Yeah. Yo, từng ô cửa, từng ô cửa và bao mơ ước tuổi học trò. Trời ơi, trời, lên luôn, lên luôn, lên luôn, bơi lên đây, bơi lên đây, mày bơi lên đây. Em thấy không? Em thấy ước mơ của nó mãnh liệt chưa? Nó xuống dưới sông mà nó còn quằn quại dưới đó, em thấy chưa? Nghe nè, em ở trên đây đi, hết lũ đi, dẫn em đi học bổ túc. Ha, được không?
khổ dễ sợ khổ ơi 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 ta nổ rồi nó đạp chị đau quá đau quá. Ê con ơi con ơi trời bình tĩnh bình tĩnh sao không có sao không có sao không nó ngoáy nó ngoáy nó ngoáy này rồi buông ra gì em gì em để em đạp lại nó. Trời ơi Lộc ơi em nghĩ làm sao mà em đạp con gì vậy Lộc? Thì chứ nó đạp chị hoài kìa. Thôi con ngoan nha, con ngoan mẹ thương con nha. Có sao không? Thôi không hết rồi con ngoan á mẹ thương con nè. Hai dì ở đây á, hai dì có ước mơ thì mẹ cũng có ước mơ cho con lắm chứ bộ con biết không? Thiệt tình là bây giờ á mẹ chỉ có một ước mơ duy nhất thôi. Ước mơ gì vậy? Là được đi tắm. Cái gì vậy bà nội? Gì? Qua giờ bà tắm chưa đã hả? Hai em sao á? Hai em nghĩ đi, từ tối hôm qua tới giờ chị em mình kẹt trên hai cái mái nhà này nè. Mà tại vì ở vùng sâu vùng sao á, người ta chưa cứu kịp. Thiệt nó ngứa ngáy muốn chết luôn nè. Chị không gì chị không gì con chị chứ bộ. Ô chị em nhớ nãy hai tụi mình mới trượt bà te xuống dưới đây tắm rồi mà. Vậy em, chị tắm là phải nước lắng phèn chị mới tắm được em. Ê nhà em còn mấy cục phèn kìa. Gì? Thấy không tắm? Giỡn à. Mà ước mơ của hai chị gì mà xa vời quá à. Ước mơ của em là thiết thực nhất. Ừ đúng rồi, thiết thực quá, diễn viên hài. Không phải, em có nhiều ước mơ lắm. Nhưng mà ước mơ này còn thiết thực hơn đó nè. Gì? Ước gì em được ăn tô mì. Mì gói đây. Trời ơi, mới ước có liền luôn á. Mì gói nè mấy đứa ơi. Chú cứu con hả? Không, chú gì đưa mì gói. Chú còn phải vô trong mấy cái miệt xa nữa kìa. Cho người ta mì gói. Nè, mì gói nè. Gọi đi ăn đi, lát hồi cứu hộ người ta tới nha chưa. Trời ơi, con cảm ơn chú nhiều nha. Trời ơi, con mì gói chị ơi. Ừ, cho mì gói. Có nước sôi không? Mì gói nước sôi hả? Ờ. Bậy em, ăn mì gói với nước sôi là xưa rồi. Bây giờ mùa lũ mình phải ăn mì gói với nước sông. Trời ơi. Sao vậy? Ước gì nữa hả? Ê nước sôi nè. Trời mới ước có liền luôn á. Sao nãy không đưa lượt luôn đi. Ờ. Thích làm màu. Trời ơi đi. Dạ cảm ơn. 5 ngàn. Ủa gì kỳ vậy? Sao 5 ngàn? Thì đúng rồi, mì gói là tiếp tế, còn nước sôi để chú kinh doanh. Trời. Chú qua mà giờ tụi con không có tiền ở đây. Bây giờ không có tiền đúng không? Dạ. Thì trao đổi. Trao đổi hả? Đổi mì gói lấy nước sôi. Ừ. Đổi dễ ẹt, còn mấy con. Ăn mì gói. Vậy có nước sôi chị ăn. Bây giờ cầm nước sôi rồi mì đâu mà ăn. Ủa chú mì đâu ăn chú? Không có mì ăn hả? Dạ. Đổi nữa không? Đổi. Mẹ, đổi nước sôi lấy mì gói. Ôi, tao giỡn thôi mẹ ơi. Nè, mì gói nè. Giữ trời ăn. Ơi, chú này là nó dở thường à. Trời ơi, đang ngồi chụp cái te. Giữ à. Ăn đi, lát hồi cũng hộn cái tớ. Đau, mấy đứa ơi. Cái gì vậy chị? Đau. Trời ơi, tôi nói thiệt bà. Nói quán. Con bà nó có cơ làm sao đạp hoài luôn á. Ừ, không có, đau, cái này đau lắm. Cái gì vậy? Ủa, tôi bị gì mấy đứa? Chết đẹp của em ơi, đau quá em ơi. Chị bình tĩnh. Chú. Đưa nó anh em. Để cái thùng ở đây. Chị, để con. Chú chị ơi. Để chú. Trời ơi, chú bình tĩnh con ơi. Bây giờ chú đưa con tới chân cảm xá nha chú. Trời ơi. Cứu. Chị ơi, cứu. Cứu quá chú ơi. Chú ơi, không có kịp chú ơi. Đau quá chú ơi. Chú ơi. Ơi con ơi, sao mày lựa cái giờ nào mày ra kỳ vậy? Cứu lên, chị nắm tay em nè. Đó là 1, 2, 3. Bây giờ chú đưa lên giảm sáng nha. Dạ. Chú đưa chị con lên quyền đi. Chị ơi, em mưa lại chị ơi. Chị ơi, chú ơi đi cẩn thận nha chú. À. Xong rồi nhớ về đón hai chị em con nha. Chị bảo trọng nha chị. Chị ơi.
Nguyên Vũ rất mong lắng nghe lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Xin được mời tiến sĩ Bạch Tuyết. Nếu mà nhà kịch thì chúng ta phải mời xếp sòng này nói trước nè. Mời Quang. Chào em. Dạ. Cái vừa rồi á, dàn dựng kịch bản của em á, rất là tốt. Nhưng mà nếu mà gọi là nhạc kịch á, thì nó chưa hẳn lắm. Cái này nó giống như là một cái nhạc cảnh khá là hay. Nhưng anh chỉ tiếc một chút xíu thôi là em bé sẽ được sinh ra như vậy. Phải chi mà lúc đó cái âm nhạc nó, cái nhạc nó lên để thấy một cái gì đó tươi sáng khi một em bé nó ra đời. Và lúc đó thì trời cũng vừa tạnh mưa, nó sẽ có một cái kết hoàn hảo hơn. Hình như em cũng không có quen hát lắm đúng không? Nhưng mà hát như vậy là tốt lắm rồi, vừa diễn vừa hát rất là tốt. Cảm ơn em rất là nhiều. Nói thêm một cái điều này để cho Lê Lộc vui. Rất là cảm ơn em đã tái tạo lại một cái hoàn cảnh sống của bà con mình ở đồng bằng sông Cửu Long. Thông qua cái tiết mục cho chúng ta thấy rằng trong hoàn cảnh rất ngặt nghèo, thiên tai, mọi thứ, nhưng mà bà con mình cũng hết sức kiên trì, hết sức thương yêu nhau, tình làng nghĩa xóm, và hết sức lạc quan để vượt qua mọi cái cảnh huống khắc nghiệt. Rất là cảm ơn em. Cái màn mà nhạc kịch này á, tôi cũng đồng ý với Nguyễn Quang, chưa hẳn là nhạc kịch. Nhưng mà em và người dàn dựng chương trình rất là thông minh, biết cái yếu điểm của mình không có thể hát mà nó đàng hoàng tử tế được. Bởi vì tôi thường nói mỗi lần mà tôi nghe em hát là tôi mất thăng bằng à. Nhưng mà tôi thương cái mất thăng bằng này lắm. Em hát, em diễn kịch hồn nhiên, rồi em hát cũng hồn nhiên luôn, không cần đổi nhịp hết trơn á. Rất là khôn khéo, em hát với lại hai bạn kia. Hai bạn kia có vẻ là cái giọng tốt hơn, hát nó chuẩn hơn và vô hàng lối hơn là em. Cái thông minh của mình sắp xếp, với lại cái nhạc kịch này nó cũng nói lên cái tình người. Cái hồn nhiên của em vẫn còn đó, và cái cách của em mà nó lộn xộn như vậy rất là thích luôn trong cái tiết mục này. Vâng, rất là Lê Lộc. Cảm ơn em. Cái mà thích ở Lộc á là Lộc nhớ rất là nhiều lời bài hát, vì trong đây hình như là Lộc là hát nhiều nhất. Cái sự mà sinh nở trên sân khấu đó, thì sân khấu Tây, sân khấu Ta, sân khấu Âu, sân khấu Á đó đều có rất là nhiều trình thức. Nhưng mà tôi lại thấy là cái miền Tây mà như vừa rồi đó mà dàn dựng mà sinh nở như vậy, vừa cảm động, vừa đơn sơ mà lại vừa rất đẹp. Như vậy là chúng ta có thể gọi là đây là nhạc kịch của Việt Nam hay không? Chúng ta vừa lắng nghe xong lời nhận xét từ phía ban giám khảo, còn bây giờ sẽ là số điểm. Số điểm của nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Có thể nói là càng vô sâu chừng nào thì là chúng ta là chấm điểm là hơi kỹ hơn một chút phải không? Hơi khắt khe hơn chút. Nhưng mà với một cái cách mà hát trật lên trật xuống như vậy thì tôi nhất định là cho 10. Xin được cảm ơn điểm 10 từ phía nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết. Đây như là một khuyến khích cho tinh thần bạn là người mở màn đó. Cảm ơn cô. Ngay sau đây sẽ là điểm từ phía danh ca Thái Châu. Tôi thích cái vụ mất thăng bằng đó. Cảm ơn chú. 2 điểm 10. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ phía Ngọc Lan. Xin mời bạn. Em cho 10 điểm. Cảm ơn chú. 3 điểm 10, chúc mừng. Cảm ơn anh. Còn bây giờ sẽ là số điểm từ phía giám khảo khán giả. Bắt đầu. Thưa quý vị, Nguyên Vũ đã có số điểm từ phía giám khảo khán giả trong tay rồi. Và số điểm của nhạc sĩ Nguyễn Quang chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Lê Lộc này, khán giả đã cho bạn với số điểm là 9,4. Dạ, em cảm ơn ạ. Xin được cảm ơn quý vị. Thưa quý vị, vòng thi nhạc kịch là một thử thách cho các thí sinh, bởi không chỉ ca hát mà còn diễn xuất, cả hai điều này phải đi đôi cùng nhau. Với Lê Lộc thì chúng ta đã thấy được nỗ lực của cô như thế nào để hát, bởi vì đây không phải là sở trường của Lê Lộc. Còn riêng Thiên Ngân là người nhận được rất nhiều lời khen bởi cô có một giọng hát trong sáng và tình cảm, thì nay Thiên Ngân sẽ kết hợp diễn xuất như thế nào? Ở các đêm thi trước thì Thiên Ngân cũng đã xuất hiện ở các trích đoạn cải lương cũng như là hồ quảng, và bé cũng đã nỗ lực rất là nhiều. Còn bây giờ với đêm thi nhạc kịch này, không biết là bé Thiên Ngân sẽ tiến bộ như thế nào? Mời quý vị theo dõi. Hôm nay được thể hiện nhân vật này thì con rất là vui. Bên cạnh đó thì con cũng rất là hồi hộp. Không biết là con có thể
diễn được và bộc lộ hết tất cả các tài năng của Thánh Giống hay là không. Nhưng mà con sẽ cố gắng hết sức, mong là tiết mục này. Thưa quý vị, Thánh Giống Thiên Ngân xin được chúc mừng Thiên Ngân và cảm ơn tất cả các anh chị trong vũ đoàn đã hỗ trợ cho tiết mục này. Và bây giờ xin mời ban giám khảo nhận xét về phần thi của em Thiên Ngân. Trân trọng kính mời nghệ sĩ nhân dân tiến sĩ Bạch Tuyết. Tôi thấy em đóng rất là dễ thương. Cái hình ảnh của Thánh Giống nó rất vừa hào hùng mà vừa rất là trẻ con, mà lại vừa thấy tầm vóc của một cái ý tưởng của một cái dân tộc khi mà muốn chiến thắng ngoại xâm. Cảm ơn em. Tôi nhớ mấy cái tập vừa qua đó là thấy Thiên Ngân nó hiền lắm, mà mới có mấy ngày sao học võ đâu hay vậy? Dạ con học lâu rồi. À, lâu rồi hả? Vừa bữa nay mới là đem chiêu ra đó ha. Rồi tôi thích nhất là bay lên kẹp cái cổ quật xuống đó. Hôm nay đó là cái ưu điểm của Thiên Ngân á, là hát rất tốt. Múa võ đánh võ rồi hét lên mà chưa có ra chiêu là địch đã sợ rồi. Diễn nhiều nhưng mà vẫn giữ cái làn hơi được, hát được tốt, không có bị chinh phô. Hôm nay là ưu điểm của con là về mặt hát. Cảm ơn con rất nhiều. Dạ, cảm ơn. Em diễn thì là rất là tốt rồi, nhưng chỉ có tiếc một chút xíu thôi. Những cái đoạn mà quan trọng á, thì cái sự dàn dựng của mình nó hơi không có được khớp. Cái lúc mà con bước ra con nói xin với lại quan về tâu với vua cho gậy sắt, cho roi sắt rồi, thì chỗ đó thì theo tôi thấy thì không nên hát. Cái đó là một cái sự vô cùng quan trọng. Mình là con nít mà mình ra lệnh cho ông quan là bây giờ tôi kêu ông phải về nghe lời tôi, phải nói với lại vua cho tôi cái roi, cho tôi cái nón sắt, cho tôi bao giáp sắt, cho tôi con ngựa. Nó phải dõng dạc như vậy. Nhưng mà bù lại thì là con diễn quá tốt. Chắc có lẽ là còn tốt hơn được nữa nếu mà được có nhiều thời gian mình tập luyện hơn. Em sanh ra là để ca để hát. Chị ước gì chị có được cái giọng hát như em, bởi vì chị là một cái con người có thù với âm nhạc. Em có quen với anh không? Về cái phần hát thì chắc có lẽ là khó mà ai qua được em, với nhất là ở cái lứa tuổi như em. Nhưng mà về cái diễn á, thì tại vì bản thân chị là diễn viên nên là chị hơi bị chú trọng về cái mặt diễn xuất hơn, thì em nên học thêm hơn nữa về cái phần diễn xuất. Mà đặc biệt trong cái vai này chị thấy em rất là hợp vai, bởi vì em có một cái gương mặt rất là lạnh. Em lạnh đến mức nếu như mà em đối diện với kẻ thù rồi, kẻ thù chưa kịp đánh là đã chạy ngay. Cảm ơn em. Dạ cảm ơn. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Và bây giờ là điểm số của ban giám khảo dành cho thí sinh Thiên Ngân. Xin mời tiến sĩ nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết. 10. Dạ, con có 10. Xin mời danh ca Thái Châu. 9,5. Xin mời diễn viên Ngọc Lan. 9,5. Và xin được giữ lại điểm số của nhạc sĩ Nguyễn Quang. Còn bây giờ là thời gian dành cho ban giám khảo, khán giả tại trường quay. Thưa quý vị, điểm của giám khảo khán giả tại trường quay dành cho thí sinh Thiên Ngân là 9,8. Chúc mừng em. Thưa quý vị và các bạn thân mến, Nguyên Vũ xin nói thêm một chút về nhạc kịch. Nói đến nhạc kịch thì chúng ta hay nghĩ rằng là đây là một cái loại hình nghệ thuật nước ngoài. Nhưng thưa quý vị, chúng ta cũng có một thể loại nhạc kịch đặc trưng của Việt Nam, đó chính là cải lương, mang rất nhiều hồn dân tộc ở trong đó. Tuy nhiên khi chúng ta nói đến nhạc kịch thì thường được hiểu là mang phong cách hiện đại, mới mẻ. Và với thí sinh sau đây, Quế Trân nghĩ rằng anh sẽ mang lại cho chúng ta một không khí đậm màu nhạc kịch hiện đại, bởi anh đã tiếp xúc rất nhiều và không xa lạ gì với dòng nhạc này. Nếu quý vị còn nhớ thì ở ngay tập đầu tiên của Sao Nối Ngôi, anh ấy đã có một màn trình diễn mang đậm phong cách nhạc kịch, đó chính là thí sinh Hoài Anh Kiệt. Khi mà sống ở nước ngoài thì Hoài Anh Kiệt đã được tiếp xúc với lại nhạc kịch. Hoàng Anh Kiệt thấy là bên đó có những cái sáng tạo rất là hay, rất là lạ. Nhưng nếu mà để mà chuyển thành một nhạc kịch của Việt Nam thì nó sẽ có rất nhiều thay đổi. Bởi vì từ ngôn ngữ cho đến hình thể nó sẽ khác rất là nhiều. Cho nên đây cũng là một thử thách cho Hoàng Anh Kiệt. Đây là một vở nhạc kịch Việt Nam. Sân khấu là cuộc đời.
mà cuộc đời cũng là sân khấu. Hôm nay trên sân khấu cuộc đời này sẽ là một câu chuyện của một chàng trai thành thị. Nàng đầu tiên đã đến, em xinh tươi rất hiền hòa, đôi mi cong dáng ngọc ngà, thật ít chi cha 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 cha. Nàng bảo rằng em thích, em thích, thích LV, thích Hermes, em thích, thích Chanel, thích Gucci, but I don't have money. Nó nhỏ vậy nghe, mặc đồ đẹp, bánh bao, nhưng tôi không có tiền. Mà nàng á thì thích đồ hiệu, tôi phải làm sao đây? Nàng nàng ơi, có biết, biết gì? Anh yêu em, yêu thật lòng. Không. Nhưng anh không nhiều tiền. Ủa? Lương anh chỉ vài đồng. Rồi nàng kia cũng đến, em kiêu căng rất lạnh lùng, con vật tu nhấn hột xoàn, mỗi trong cong chân dài ngoan. Nàng bảo rằng em thích, em thích, thích villa, thích nhà lầu, em thích khu sunrise bùn bảy hả? Em quen chơi với nhà giàu. Rồi lại ngẩn ngơ, em quay đi trong một lời, thế là cái số tôi tàn rồi, còn níu kéo cũng thế thôi. Đây nhiều lòng thì không lẽ trong cuộc đời này chữ tình đi đôi với chữ tiền. Nhưng mà điều đó không còn quan trọng nữa, bởi vì tôi là một gã si.
tình đời thay trắng đổi đen, tình đời còn lắm bon chen, tình đời còn lắm đam mê, nên tình còn lắm mê chê. Tình mình có nghĩa gì đâu, tình mình đã lắm thương đau, tình mình gian dối cho nhau, thôi đành hẹn lại kiếp sau. Không, không, tôi không còn yêu em nữa. Không, không, tôi không còn yêu em nữa. Không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Vâng, chúng ta vừa đến với nhạc kịch Không. Hoài Anh Kiệt đã mang đến những vũ đạo, những bài hát rất là hay. Bây giờ thì Nguyên Vũ rất muốn lắng nghe lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Xin được mời danh ca Thái Châu. Hôm nay diễn ra là rất tốt, mà cái giọng hát đó chưa có hoàn hảo lắm. Để ý nếu mình hát một cái tác phẩm nào, mình nghe cái bản gốc cho nó kỹ. Có một cái nốt hẹn lại kiếp sau cho hẹn lại kiếp sau. Nói chung cái tiết mục này em diễn rất là hay, kịch tính, nóng bỏng. Cảm ơn phần thi của em. Không biết có phải là vô tình hay là cố ý, hôm nay là tôi lại là khán giám khảo khách mời và em lại dựng đúng ngay cái bài hát Không. Trước khi mà có cái lời nhận xét thì xin quý vị ở, tất cả quý vị ở trường quay một tràng pháo tay cho anh Kiệt, vì đây là tiết mục đúng nghĩa của nhạc kịch. Đây là một cái tiết mục đúng nghĩa của nhạc kịch. Từ cái cách dàn dựng rồi cách hát rồi tất cả những cái thứ đó, nó mới là một cái nhạc kịch. Đó, nhạc kịch là mình dịch ra tiếng Việt, còn cái tên đúng của nó là Broadway. Nói như vậy không có nghĩa rằng là Việt Nam mình, bản thân Việt Nam mình cải lương là nhạc kịch rồi đó. Cho nên là, nhưng gọi là nhạc kịch đúng nghĩa của nó thì là cái tiết mục vừa rồi. Em phần lớn là không nói, không diễn gì cả. Không toàn là bằng bài hát. Một điều mà anh xin nhắc nhở thôi, đã gọi là nhạc kịch thì em đã phải diễn với những cái bạn diễn chung quanh, chứ không phải là mình đang đứng mình hát mà mình đang đứng nhìn khán giả. Mà hai cô này hai bên cô diễn, mình thiếu cái sự giao lưu đó một chút. Anh Thái Châu anh nói cũng có đúng, nhưng mà anh nghĩ là cái đó nó cũng không quan trọng. Nếu là một tiết mục ca nhạc thì vấn đề đó sẽ là một vấn đề lớn. Nhưng đây là nhạc kịch, có khi em cũng không cần phải hát nhiều, mặc dù giai điệu nó đang trôi. Tình đời thay trắng đổi đen em vẫn có thể diễn như nói. Còn cái cuối cùng á, anh cũng bật mí cho em biết, tôi không còn yêu em nữa mà em ơi, đây là thật sự là tôi vẫn còn yêu. Nói chung đây là một vở nhạc kịch ngắn, rất là tốt. Chị không lo đâu, bạn này đó thì nãy giờ ngồi chung tôi thấy bạn này không khó như bạn này. Đây là một cái tiết mục nhạc kịch tương đối hoàn chỉnh, chuyên nghiệp. Ở đây đó, vấn đề là bạn có một cái giọng hát rất là quý để mà nối ngôi cha mẹ, anh Hoài Thanh và chị Đỗ Quyên. Nhưng ở đây còn thêm một việc nữa là sự làm việc cần mẫn để có mấy phút chuyên nghiệp giới thiệu với khán giả và giới thiệu với ban giám khảo. Rất là cảm ơn bạn. Lan nghĩ là cái thành công trong cái tiết mục của bạn á, cái công rất là lớn ở các bạn diễn. Nhìn các cô ấy rất là dễ thương, khoái nhất là cái cô mà có đeo nhẫn hột xoàn. Nói chung là rất là cảm ơn tiết mục của bạn, một tiết mục rất là sôi động. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Còn bây giờ sẽ là số điểm. Xin mời danh ca Thái Châu. Mới. Yeah. Số điểm của tiến sĩ Bạch Tuyết. Mới. Yeah. Vâng, bây giờ sẽ là số điểm của Ngọc Lan. Ngọc Lan ơi, mời! 3 điểm mời. Và số điểm của nhạc sĩ Nguyễn Quang chúng ta sẽ biết được ở cuối chương trình. Tuy nhiên, số điểm của quý vị khán giả tại trường quay như thế nào, chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Xin mời. Nguyên Vũ đã có số điểm của khán giả trường quay, đó là
9,3 điểm. Chúc mừng bạn. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với một tiết mục rất là sôi nổi qua phần thể hiện của Hoài Anh Kiệt. Chúng ta đã gặp được những cô gái rất là vật chất, nào là đòi nhà, cửa, xe, rồi tiền bạc vân vân. Và thí sinh sau đây, cô đã rất tài năng về cả ca và diễn. Cô thỏa sức thể hiện mình trên sân khấu. Và phòng thi này thì sẽ như thế nào đây? Anh Nguyên Vũ đang nhắc đến thí sinh Bình Tinh. Thưa quý vị, qua mỗi phòng thi thì Bình Tinh lại nhận được rất nhiều lời khen của giám khảo về ca hát và tài lấy nước mắt của khán giả nữa. Hôm nay Bình Tinh sẽ mang lại cho chúng ta điều gì hấp dẫn? Xin mời quý vị cùng xem sự chuẩn bị của Bình Tinh cho tiết mục này. Thật sự là thể hiện cái ca khúc Ngọc Thố trong bộ phim nổi tiếng Tây Du Ký không phải là chuyện dễ. Là tại vì Tinh là một nghệ sĩ cải lương hồ quảng mà phải thể hiện cái ca khúc đó là một cái ca khúc mà rất là được nhiều người yêu thích và nói tới cái tên là người ta đã biết rồi. Và vừa múa rồi phải vừa nhảy theo cái động tác của người Ấn, cho nên là mọi thứ nó rất là khó khăn đối với Tinh. Nhưng mà dù như thế nào đi nữa, hai chữ cố gắng lúc nào nó cũng nằm trong đầu Tinh và sẽ luôn cố gắng hết sức mình. A Di Đà Phật. Xin được cảm ơn các nghệ sĩ đã hỗ trợ hết sức là hiệu quả cho tiết mục của thí sinh Bình Tinh. Và chắc hẳn ngay bây giờ chúng ta đang nóng lòng chờ nghe những lời nhận xét từ phía ban giám khảo. Xin được trân trọng kính mời danh ca Thái Châu. Cảm ơn em đã cho tôi thấy là mình xem một cái tiết mục dàn dựng rất là công phu, rất là hoành tráng. Mà tôi giái cái lúc mà ông Tề Thiên giá cái thước bản quánh cho một cái chết cho rồi đi. Người ta đang thỉnh kinh, đang đi vậy mà dám dùng mọi thủ đoạn để mà chinh phục nhà sư. Anh bạo lực nhưng mà đẹp quá vậy. Ơi, nhưng mà tiếc thay là chinh phục được tôi. Tôi với Ngọc Lan là khen cái ông sư đó, ông hay ghê. Mọi cám dỗ mà ông vẫn chắp tay ông ngồi vậy. Rõ ràng là anh Thái Châu có nói đấy. Đây là một tiết mục đầu tư rất tốt. Và diễn xuất cũng là có thể nói là ca và diễn là toàn vẹn. Có một cái chỗ là lúc mà khiêng con ra đó. Thì lúc con đứng dậy đó thì con bị mắc mấy cái áo. Và cái thứ hai là khi con leo lên đó, con bị sụp, làm cả có thể nói là cả khán phòng hết hồn cho con. Mong rằng những lần tới là vừa đẹp trong cái dàn dựng, vừa tốt trong ca, và những cái như thế đó nó không có làm cho chúng mình hồi hộp. Cảm ơn con. Và đó là cái tai nạn nghề nghiệp. Nhưng mà chính vì như vậy em lại còn được điểm cộng ở từ tôi nữa, là tại vì như vậy mà em vẫn còn đầy đủ bản lĩnh và vẫn tiếp tục diễn rất là tốt. Một cái điều rất là lạ lùng là cái lúc bước ra đầu tiên múa cái kiểu mà của Ấn Độ, mềm dẻo đẹp, cái lúc đánh thì nó lại là một con người khác. Trời, cái này nghề của cổ mà. Thì bởi vậy cái đó là cái hay ở chỗ là một cái người mà mình thấy là nó vừa là cái một cái rất là mềm dẻo, rồi một cái mà khi mà dứt khoát của những cái đòn đánh. Cổ nghĩa là biến hóa mọi tình huống, lúc dịu dàng lúc cứng vậy, mà cái ông sư đó ông giữ y chang vậy luôn.
À, chỉ có một chút xíu tiếc thôi, phải chia cái bài thứ hai đó là một cái bài khác thì nó sẽ là hoàn mỹ. Tại vì mình là cái tiết mục của mình hát lại cái bài đó nữa thì người ta bị nghe quen rồi. Là không biết nói gì hết á, tại vì bạn quá tuyệt vời rồi, bản thân Lan còn phải học ở bạn rất là nhiều. Bởi vì bạn mang cái đôi giày quá cao quá khó gì mà bạn di chuyển rất là, đã có những cái điệu bộ nữa cô hả, những cái điệu bộ lúc đánh nữa, cho nên là thích lắm. Cảm ơn những tình cảm của ban giám khảo dành cho thí sinh Bình Tinh. Và bây giờ là số điểm của ban giám khảo dành cho thí sinh Bình Tinh. Xin được mời danh ca Thái Châu. Bây giờ cái gì vậy? Xuống đây. Để cho thấy rõ cái điểm cộng của giám khảo Nguyễn Quang thì tôi sẽ cho 8 để thấy rõ cái điểm cộng của Nguyễn Quang. Chứ còn mà tôi cho xích làm sao thấy rõ cái điểm cộng được, đúng không? Vậy đi. Mười điểm. Xin mời nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết. Tức là đúng ra đó là 9,5 nhưng mà cho con nửa điểm á, múa đẹp quá. Mười điểm từ giám khảo Bạch Tuyết. Xin mời diễn viên Ngọc Lan. Nếu mà có hai cái bảng điểm 10 thì Lan sẽ cho bạn luôn hai bảng, nhưng mà ở đây chỉ có một bảng. Xin được cảm ơn. Và điểm số của nhạc sĩ Nguyễn Quang sẽ được giữ lại đến cuối chương trình. Và bây giờ là thời gian dành cho giám khảo khán giả tại trường quay. Thưa quý vị, điểm số của giám khảo khán giả trường quay dành cho thí sinh Bình Tinh là 9,2. Chào mừng tất cả quý vị và các bạn quay trở lại chương trình Sao Nói Ngôi với phần công bố kết quả. Trước khi chúng ta biết được thí sinh nào có số điểm cao nhất trong đêm nay, Nguyên Vũ rất muốn hỏi diễn viên Ngọc Lan là bạn đã coi từ đầu chương trình đến giờ rồi, bạn thấy rằng là các hậu duệ, các Sao Nói Ngôi thì của chúng ta như thế nào á? Lan thấy ai cũng giỏi hết á. Tại vì ngoài cái việc ca hát, các bạn vũ đạo cũng giỏi, rồi nhớ tuồng. Mỗi một cái đêm thi thì có rất ít cái thời gian để mà các bạn chuẩn bị. Mà Lan thì Lan chỉ có biết diễn thôi, chứ còn mà hát múa là thua rồi. Cho nên thật sự là ra là Lan rất là ngưỡng mộ các bạn. Đây là một cái chương trình mà cái thứ nhất là để gắn kết cái tình cảm gia đình lại nè. Cái thứ hai nữa là chúng ta được xem lại những thế hệ đi trước mà đã lâu rồi họ không xuất hiện ở trên sân khấu. Thì qua cái chương trình này họ xuất hiện trở lại và họ được diễn chung với lại thế hệ sau, cha truyền con nối. Thì Lan nghĩ nó rất là ý nghĩa. Cảm ơn Ngọc Lan rất là nhiều. Còn bây giờ sẽ là kết quả. Thí sinh Thiên Ngân, giám khảo khách mời nhạc sĩ Nguyễn Quang đã cho em điểm tuyệt đối 10 điểm. Điểm tổng của bạn là 48,8. Thí sinh Lê Lộc, điểm của giám khảo khách mời nhạc sĩ Nguyễn Quang dành cho là 9,5. Tổng điểm 48,9. Thí sinh Bình Tinh và thí sinh Hoài Anh Kiệt, giám khảo khách mời nhạc sĩ Nguyễn Quang đều cho hai em là 10 điểm và Bình Tinh là 49,2. Chúc mừng Hoài Anh Kiệt có số điểm cao nhất là 49,3. Như vậy là Hoài Anh Kiệt là thí sinh có số điểm cao nhất trong đêm nay. Xin được trân trọng mời lên sân khấu nhạc sĩ Nguyễn Quang trao số tiền thưởng 10 triệu đồng cho Hoài Anh Kiệt. Một lần nữa xin được cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Quang và xin chúc mừng Hoài Anh Kiệt là thí sinh có số điểm cao nhất trong đêm nay. Xin được mời ban giám khảo lên sân khấu để có những tấm ảnh lưu niệm với thí sinh. Thưa quý vị, chương trình Sao Nối Ngôi do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp với Jet Studio thực hiện. Thưa quý vị, tuần sau chúng ta sẽ tạm chia tay với một thí sinh nữa. Còn bây giờ, Nguyên Vũ và Quế Trân xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.